Hồi ký người lính trên chiến trường Campuchia, đó là những ký ức bi hùng đã in đậm vào tâm trí của người lính trên chiến trường Campuchia. Chúng tôi phải đánh đổi bằng xương máu và tuổi thanh xuân đẹp nhất của cuộc đời để bảo vệ biên giới Tây Nam và cứu nhân dân Campuchia thoát khỏi nạn diệt chủng. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương 2 phần 2 Ký ức của một người lính trinh sát xứ 307 của tác giả Võ Văn Hà. Điếu thuốc giữa rừng trên đường chiến dịch, hai cánh quân hai bên đường lặng lẽ tiến về phía trước. Tôi ở cánh quân Bắc, đường 19 cùng E95, thông cảm cho anh em trinh sát ép qua một ngày khói lửa, thương vong. Tham mưu trưởng E95 cho bộ phận trinh sát ép đi rất đội hình cùng với khối dê bộ D2. Trời về chiều, ánh nắng yếu không đủ xuyên qua các tán lá cây rừng. Dù đang mùa thay lá nhưng vẫn còn dày đặc. Đội hình vượt qua một địa hình không lấy gì là lý tưởng. Càng về gần Mekong, độ dốc càng lớn. Anh em bộ binh trèo lên, lội xuống trông thật tội nghiệp. Trên gương mặt thanh niên tuổi đôi mươi lộ rõ nét lo âu, chứ không hào hứng như lúc vượt sông Srebok. Dây một chỉ trong buổi sáng mất đi gần 30 anh em với hai trận đánh cách nhau nửa giờ. Anh hùng người Hà Nội, phong cách Hà Thành, từ trong cách sống, ăn nói rất duyên, sống hết mình với anh em, không tiếc điều chi. Có cô người yêu xinh như mộng, làm công nhân của nhà máy thuốc lá Thăng Long. Hà Nội những mùa hoa sữa, những hàng cao dọc đường vào chùa Trần Quốc, những sáng hồ gươm, sương mù liễu rủ dọc bờ hồ, ghế đá chỉ hai người. Anh vòng qua vai em, những nụ hôn nồng cháy quên cả đất trời. Những vé xem phim một đồng em xếp lại, chồng lên nhau đã hơn một gang tay. Đôi dép tông anh mua cho em, ngày còn huấn luyện ở Phủ Lý, là niềm kiêu hãnh của em. Những khi em mang đi làm, như mang cả trái tim anh theo cùng. Đơn giản vì nó là của người yêu đi bộ đội tặng, chưa tròn 5 tháng tuổi quân đã ngã xuống. Qua trao đổi giữa tham mưu trưởng E95 và dê trưởng dê, thủ trưởng Nho, tôi cũng biết mang máng là tình hình rất khó khăn khi tiến về Mekong. Địch vẫn còn mạnh cả về hỏa lực và xung lực, cả sự liều lĩnh khi tràn ra thu súng anh em tử sĩ của ta. Sau hơn một giờ hành quân đội hình giải lao, những gương mặt, những tấm lưng mồ hôi nhễ nhại, những động tác khó khăn khi lên xuống ba lô. Đoàn quân vẫn đi dưới ánh nắng chiều tà, một màu đỏ rực pha lẫn ánh nắng vàng. Chiều buồn thầm lặng trên mỗi bước chân đi. Gặp một trảng trống, đội hình dừng lại. Tham mưu trưởng E95 gọi tôi lên và giao nhiệm vụ dẫn 5 anh em trinh sát 95 bám men theo bìa rừng nắm tình hình. Một nương rẫy của dân hay của công xã, không có nhà xung quanh, chỉ còn mấy cây thuốc lá trơ trọi, trên đọt còn vài lá thuốc nhỏ bằng nửa bàn tay. Tôi tranh thủ kiếm hơn chục lá. Đội hình cắt vòng men theo bìa rừng đi tiếp. Tiếng súng nổ ở đâu xa xa trong thành phố Stông Trang vọng về. Chiều tối theo lệnh của sư đoàn, đội hình dừng lại bên dòng suối nhỏ chờ lệnh. Qua liên lạc PRC25, chúng tôi biết rằng anh em 29 đi phía nam dọc đường 19 chậm hơn chúng tôi khoảng gần 1 km và được lệnh tăng tốc để kịp với chúng tôi. Nghỉ đêm tại đây, tham mưu trưởng E95 ra lệnh cho các đơn vị. Sau khi anh thông tin đưa bức điện cho tham mưu trưởng, các đơn vị D2 tản ra hai bên suối, D3 trải dài đội hình theo đường 19. Cả đội hình dùng cơm sấy, không nấu cơm. Anh nuôi tranh thủ tìm củi khô về nấu nước sôi cho anh em, với điều kiện không cho khói bốc lên, sợ lộ mục tiêu. Quan trọng nhất lúc này là vấn đề thuốc lá. Tôi tranh thủ lấy dao găm, thái nhỏ mấy lá thuốc hồi chiều thật mỏng và mịn. Xuống anh nuôi, mượn nắp vung nồi 20, bỏ thuốc lên, sao cho khô. Lấy lá non cây rừng gói lại cho đỡ hốc,
cho đỡ hốc thuốc cũng được khá khá, và dĩ nhiên hoàn toàn bí mật, lộ ra là coi như không đủ khói cho ngày mai. Một sự im lặng đến khủng khiếp. Hơn 500 con người trong một khu vực rộng chưa đến 1 km vuông. Màn đêm buông xuống. Gần nửa đêm, tham mưu trưởng 95 thức dậy. Thủ trưởng hỏi ba lô bản đồ, và ông lấy tấm bản đồ ra xem, dùng đèn pin chừa một lỗ nhỏ xíu. Ông dọi qua dọi lại mấy lần vị trí mà đơn vị sẽ đi qua trong ngày mai. Nét mặt ông dù là ban đêm vẫn thấy một chút gì lo lắng. Ông thở dài. Khi cả hai đều lên võng nằm, ông quay sang tôi và hỏi, cậu biết bây giờ tớ muốn cái gì nhất không? Tôi trả lời, hòa bình, hết đánh nhau, về với gia đình. Ông nói lại, phi thực tế, cuộc chiến này không biết sẽ đi về đâu, nhưng lúc này tớ muốn nhất là một điếu thuốc. Một chút nữa là tôi đã nói ra, nhưng tôi kịp trấn tĩnh, vì nếu nói chiều nay tôi hái mấy lá thuốc của dân và đã làm xong, chờ lúc lên nòng thì coi chừng. Vì ông nằm trong ban 2 thắng lợi, tôi chỉ động viên ông và định ngủ luôn. Quay sang tôi, ông lại hỏi tiếp, cậu biết ai có trà không? Tôi hỏi lại, để làm chi vậy, thủ trưởng? Hút chứ làm chi? Ủa, cậu không biết là trà hút thay thuốc lá được hả? Tớ mà không có thuốc, tớ không làm cái gì được cả. Chết thật, ông đáp lại. Lúc này tôi mới nói thật, và chỉ nói thật một nửa với ông. Nếu thủ trưởng lấy trà mà hút, thì hút thuốc đồng bào Đức Cơ có hơn không? Làm gì có mà hút, cậu còn hả? Ông hỏi lại. Tôi nói nhỏ với ông, còn thủ trưởng ạ. Nhưng nó khét lắm. Ông giục tôi, cậu cho tớ điếu. Từ lúc đánh nhau tới giờ chưa có điếu nào. Ké của một cậu C2 mấy hơi từ sáng giờ, thèm quá. Tôi lấy thuốc đưa cho ông. Tôi thấy đốm lửa nhỏ sáng lên, tiếng ừng ực từ cổ ông. Thuốc đồng bào ngon thật, mai cho tớ điếu, không có thuốc tớ đánh không được. Tôi chỉ nghe ông nói nho nhỏ, vì tôi chuẩn bị đi về Bình Định trong mơ, có người mẹ trông con, có nỗi nhớ của một dòng sông, về nơi có miền cát trắng, có người con gái nhỏ đang hàng ngày chờ mong tôi trở về. Vòng tay, môi hôn và những giọt nước mắt ngọc ngà chảy trên đôi má của em. Đoạn tôi viết về Hà Nội là tôi nhớ tại nội dung của người ấy gửi cho anh Hùng như một nén hương trầm. Hôm nay tôi đốt cho anh trên trang Quân sự Việt Nam để mọi người biết rằng có một chàng trai Hà Nội đã ngã xuống ở biên giới Tây Nam đầy khốc liệt. Mờ sáng, tôi bị đánh thức bởi tham mưu trưởng 95. Ông làm dấu hai ngón tay kẹp lại. Tôi hiểu là ông muốn thuốc. Bật nhanh dậy, tôi lấy thuốc đưa cho ông. Kiếm tờ giấy, ông cuốn, châm lửa và hút. Ông cố nén hơi thuốc và có lẽ nuốt luôn, vì không thấy ông nhả khói ra. Phải công nhận, ai cũng khen thuốc này quá đã, giải quyết cơn nghiện thuốc. Gương mặt ông tỉnh ra, thấy xe trường C6 đi nhanh về hướng chúng tôi, với gương mặt thăm dò. Ông cười và nói nhỏ với tôi, khốn nạn cho cậu rồi, và khốn khổ thật sự. Một điếu nữa phải chi ra. Xe trường C6 ngồi xuống ngay võng tôi và cố hút lấy hút để điếu thuốc, đến nỗi điếu thuốc đỏ nòng. Phán một câu xanh dần, đã quá thủ trưởng, cảm ơn cậu nhé. Đúng 6 giờ, PRC-25 đến phiên mở máy và liên lạc về sở chỉ huy. Anh thông tin nhận, dịch và đưa bức điện cho ông. Tôi thấy tham mưu trưởng chau mày và nhanh tay lấy tấm bản đồ. Còn trên nắp ba lô đầy sương đêm, lấy khăn quấn cổ lướt qua bề mặt tấm bản đồ và xem chăm chú. Ngẩng lên nhìn tôi, lại thuốc. Nhiệm vụ được triển khai như sau. Trinh sát sẽ dẫn một B của C5-D2 có PRC-25 đi kèm, dưới sự chỉ huy của anh Thạc, C phó C25, luôn dừng về phía trước khoảng 3 km, quan sát tình hình địch khu vực này, vì cấp trên
thông báo có một lực lượng lớn của địch đang tập trung quân tại đây, tuyệt đối không để bị lộ. Nếu bị lộ, có quyền nổ súng và rút lui. Nhai vội bao cơm sấy chưa pha, chúng tôi lên đường khi sương sớm chưa tan. Rừng còn tối chưa sáng lắm, sương đêm còn đọng trên lá. Ra khỏi vị trí chừng 10 mét mà quần áo đã ướt sũng. Tôi phân công anh Sơn đi đầu, nay là bác sĩ gây mê hồi sức bệnh viện Bình Định. Tôi đi thứ ba của đội hình. Cái khổ của người trinh sát là đi buổi sáng sớm, hạn chế tầm nhìn, quần áo ướt, mũi chích, vắt đeo và nhiều thứ khổ khác. Đi lượn theo một bình độ, chúng tôi thận trọng từng bước vượt qua những khó khăn của địa hình. Bỗng thấy anh Hải, người duy nghĩa Duy Xuyên, người đi thứ hai lùi lại. Tôi hiểu là anh Sơn đã phát hiện địch. Tôi ra hiệu cho anh em phía sau dừng lại. Tôi và Hải bò lên sát anh Sơn và phát hiện cả một khu vực toàn màu đen, màu áo của Pot, với số lượng khoảng hơn 100 tên. Quan sát khoảng 5 phút, tôi định quay lại báo cho anh Thạc xê phó, thì đã thấy anh sau lưng. Anh bò lên chỗ tôi và nắm tình hình. Lực lượng của chúng khá là đông, vì tiếng động và sự đi lại của chúng khá tự nhiên. Nhưng vì trong rừng vẫn còn tối, chưa quan sát kỹ được. Bám sát địch khoảng 30 phút, chờ ánh sáng rõ hơn, chúng tôi biết địch khu vực này cỡ 2 dê trở lên và hỏa lực rất mạnh. Vì hơn 100 tên mà chúng tôi thấy chúng mang vác súng rất nhiều. Chúng tôi ở trên bình độ nhìn xuống thấy rất rõ. PRC-25 báo về nhà, gặp địch với số lượng đông bằng mật khẩu, không gọi trên máy. Tham mưu trưởng lệnh cho chúng tôi quan sát thêm, chưa được rút. Tiếp tục nằm tại chỗ, chúng tôi thấy chúng vác 12 ly 7 4 lần, cối 82, không thấy DKZ và chúng có phần chủ quan. Vì chúng thừa biết chúng ta cách chúng cũng đâu có bao xa, thỉnh thoảng cũng nhìn thấy pot nữ. Khoảng 8 giờ, mặt trời chiếu rõ từng khu rừng, chúng tôi vẫn chưa có lệnh rút. Và lúc này, chúng có sự di chuyển quân về hướng đường 19 và hướng Tây. Chúng tôi báo cáo về nhà. Lát sau, chúng tôi nghe tiếng xe nổ ở phía sau, nổ không ngớt và có vẻ dồn dập hơn. Dĩ nhiên, không hiểu tại sao. Sở chỉ huy lệnh cho bộ phận trinh sát ở lại vị trí bám địch. C6 chú ý phía sau, bắt liên lạc với C2 tăng cường, kèo bắn nhầm. Gần 1 giờ sau có tin báo. Gần 1 giờ sau là đã bắt được liên lạc với quân ở nhà và tôi được gọi về phía sau. Anh Thạc thay tôi quan sát địch. Phương án đánh địch được trung đoàn phó E95 Vũ Khao triển khai như sau. Bắc đường 19 E95, còn bên nam đường 19 là E29. Tôi cũng không được biết. Lực lượng E95 gồm C9, C10 thuộc D3, vòng sâu sau lưng địch, cách mặt đường 19 tối thiểu 300m đến tối đa 500m tùy theo tình hình địch. Bố trí đội hình hàng ngang có chiều dài khoảng 2km. Lưu ý phải có bộ phận cảnh giới phía sau. Col-19 sẽ là tâm điểm của trận đánh. Trung đoàn phó 95 gọi tôi lên và trực tiếp giao nhiệm vụ. Ông dặn đi dặn lại là phải hết sức bí mật, đưa đội hình vào đúng vị trí quy định. Ông vỗ vai và động viên tôi lên đường. Khi kết thúc chiến dịch, đích thân ông với tư cách là trung đoàn trưởng 95 đề nghị với sư đoàn, vì tôi thuộc bộ tham mưu sư đoàn quản lý, thưởng huy chương chiến công hạng 3 cho tôi. Bộ phận trinh sát đưa bộ binh luồn qua các bình độ, cây rừng dày đặc, nhấp nhô núi đá, vòng tránh các dòng suối vì có khả năng chúng gài mìn, đưa các lực lượng vào đúng vị trí tập kết an toàn. Đơn vị phải dừng lại mất gần 30 phút để tránh một đàn voi khoảng 20 con. Khi vào vị trí ổn định, mặt trời đã lên khá cao, cũng khoảng gần 10 giờ. Tôi tranh thủ làm phong lương khô 701, dằn bụng. Tham mưu trưởng 95 mới đưa khi giao nhiệm vụ. Một tọa độ lửa đã được chuẩn bị chú đáo và chúng tôi chỉ chờ giờ dê. Đang ăn giờ phong lương khô, tôi và hai anh trinh sát F được lệnh quay lại vị trí cũ và gặp tham mưu trưởng E95
tại điểm đầu tiên của dây hai. Ánh nắng mùa khô gay gắt xuyên qua những tán lá rừng, làm cho sương không còn nữa. Chúng tôi cơ động nhanh và đến vị trí xuất phát sáng nay, lệnh trở lại mặt đường 19 để nhận nhiệm vụ. Vị trí chúng tôi tiếp cận quốc lộ 19 đã được xác định, chỉ được men theo bìa rừng chứ không được ra đường. Đến điểm tập kết, tôi thấy toàn bộ anh em Z1 và E95 bảo vệ khối F1. Ba chiếc M113 đậu lùi về sau khoảng vài trăm mét, đứng trên mặt đường nhìn xa xa về phía sau, thấy anh em ta thấp thoáng. Đội hình bố trí như sau: Dê bộ binh 1 E95 hành quân theo đường với tốc độ bình thường, có M113 đi phía sau hỗ trợ, E29 bảo vệ phía sau cùng với các đơn vị trực thuộc. Phương án đánh địch đã được triển khai cho các đơn vị. Z1 và tham mưu trưởng E95 cứ nhắc tôi nhiều lần là khi đi gặp địch tấn công phải tạt sang bên trái đường, tuyệt đối không tạt sang phải. Đội hình di chuyển. Trưa mùa khô, trời nắng gay gắt, men theo đường chúng tôi đi chậm chậm và quan sát địch. Phía sau ba chiếc M113 chậm rãi theo sau bộ binh, nên anh em cũng vững tâm. Chừng 3 km có lệnh dừng lại. Súng nổ vang bên trong, nghe chát chúa, và ba M113 lao lên về phía trước bụi mù. Tôi đoán là đã bị phục kích nên lùi lại bám sau thân cây cám rất to bên vệ đường. M113 quay vòng vào trong và bắn xối xả. Có đoạn vừa chạy vừa bắn, có tiếng súng phản lại từ phía trong và rộ lên phía trong đường. 12 ly 7, cối 82 và DKZ bắt đầu nổ. Một trận đánh không lớn lắm. Tôi nhận định tình hình. Tôi thấy anh Siêu, xe trưởng C1, D1 đốc thúc anh em tấn công vào phía trong. M113 lao về phía sau và nép vào bên vệ đường chờ lệnh. Tôi không hiểu sao lúc dầu sôi lửa bỏng thế này mà 113 lại rút, trong khi anh em D1 còn nằm trên mặt đường. Bỗng có tiếng cối 82 cấp tập từ phía trước đội hình bắn như mưa về phía chúng tôi. Đạn nổ xung quanh và phía trước đường bên phải. Khoảng 5 phút sau, có tiếng 12 ly 7 và DKZ từ phía trước bắn tới rất dữ dội. Tôi nói với anh Phu B phó của C1 là cho anh em lùi lại vì chúng bắn quá rát. Trong khi đó, ta chưa phát hiện địch. Pháo binh 105 chi viện bắn theo trục đường 19 và sâu vào bên trong. Khu vực D3 đang ém quân. Tôi nhìn thấy khói bốc lên cách đội hình chừng 200 mét. Pháo binh càng lúc càng bắn dữ dội, liên tục không ngơi nghỉ. Không thể phân biệt được là cối, đâu là pháo 105, 155, 130 cả. Một khu vực chìm ngập trong đạn pháo. Thấp thoáng phía trước có mấy thằng pốt xuất hiện. Có mấy thằng pốt xuất hiện trong tư thế khập khiễng. Tôi quay lại kéo tay anh Phu lần nữa. Anh gọi anh Nguyễn Phải, Hoài Châu, Bình Định là cá nhân điển hình của đại hội thi đua quyết thắng quân khu 5 năm 1982. Vác khẩu B41 lao về phía tôi. Tướng anh Phải cao khều dựa vào hông cây cám, làn khói xịt ra phía sau. Phía trước bụi mù tàn khói, không thấy chúng đâu. Pháo binh bây giờ bắn ra mặt đường. Anh Siêu lao ra và lệnh cho anh em lui lại 50 mét theo trục đường. Dứt pháo, có tiếng súng nổ đồng loạt tấn công từ hướng bắc đường 19 với hỏa lực mạnh nhất là 12 ly 7 và DKZ. Có tiếng súng chúng phản lại với một sự cân bằng về hỏa lực. Tiếng súng nổ khu vực này kéo dài khá lâu và càng lúc tiếng súng càng gần. Tôi đoán là Z3 đang đánh thốc đuổi chúng ra đường. Z1 có lệnh tiến lên theo dọc đường có sự hỗ trợ của M113. Khi chưa đầy 300 mét thì phía trước đội hình địch lố nhố chạy loạn trên đường. B113 càn ngang và bắn đứt về phía trước. Trên B113 tôi thấy anh Dũng, trợ lý tác chiến Z1, cối 120 phía sau bắn yểm trợ phía xa xa. Súng vẫn nổ phía trong đường hướng Z3 nhưng có vẻ yếu hơn.
M113 vẫn chạy và bắn vào hai bên đường với cự ly gần, đạn cày xuống mặt đường tung tóe. Xác địch nằm trên đường, M113 càn ngang qua, thịt máu dính đầy xích xe. Súng nổ rộ cả hai bên phía đường 19, và một lần nữa chúng tôi dồn ra đường, và lần này là anh em bộ binh của đơn vị E29 đánh bọn bỏ chạy ở phía trên. Tối hôm đó, anh em C trinh sát chúng tôi họp lại, vì từ lúc đầu chiến dịch tới giờ chúng tôi chưa gặp. Có thể tóm tắt trận đánh như sau: địch dùng cỡ trung đoàn thiếu của chúng phục kích ta trên đoạn này. Chúng chia làm 3 nhóm và triển khai như sau. Nhóm 1 khóa đuôi khoảng 50 tên bị E29 và M113 đánh đầu tiên. Nhóm 2 chính diện nơi đây. Chúng tôi tập trung hỏa lực và xung lực của chúng trên một đoạn đường hơn 1 km phía bắc đường 19. Toàn bộ lực lượng này bị ta tiêu diệt bằng pháo, hỏa lực. Tà thù cũng nhiều nhưng bị pháo làm hư hỏng nặng. Có một khẩu cối 82, có 6 thằng pốt chết thành một đống, trong đó có một thằng trên tay còn cầm trái cối 82. Xác địch chết theo như anh em Z3 nói lại thì hầu như bị pháo dọc theo bìa rừng cách đường khoảng 30 mét. Có một thằng địch chạy hoàng, gặp bộ đội C9 hãi quá thả súng, nhưng vì anh em ta không lường trước tình huống này, lỡ bóp cò, nếu không là chúng ta bắt sống được một thằng. Hỏa lực chúng tương đối mạnh, chúng bắn ngang ngửa với ta. Nếu không có M113 bắn dọa trên đường thì có C10Z3 cũng vất vả. Nhóm 3 chặn đầu cũng khoảng 40-50 tên. Thấy kế hoạch không thành, bò chạy về phía trước E29, lượm được 12 tên. Có mấy tên chết do bị cối bắn phía trên đường. Tọa độ lửa, sau này anh em trinh sát và bộ binh 307 đều gọi như vậy. Để có thể hình dung ra một trận đánh mà ta dùng sức mạnh của pháo binh tiêu diệt địch. Những tên địch chết với nhiều kiểu không nguyên vẹn. Những gương mặt khắc khổ, già nua, mỏi mệt vì cuộc chiến. Những bộ mặt hung dữ, không giống người, khi chết vẫn còn cầm trên tay trái cối. Thậm chí có những gương mặt chết, mắt mở trừng trừng như còn vẫn vương vấn điều gì đó. Có những kiểu chết không ngờ mình đã chết. Cũng có những gương mặt trẻ thơ trong đoàn quân diệt chủng nằm chết như ngủ. Có lẽ nó không biết tại sao mình chết. Trực thăng lên chuyển thương binh về tuyến sau, đội hình thu dọn chiến trường, vẫn hành quân về phía trước. E29 là thê đội 1 đi đầu đội hình. E95 quá mệt mỏi sau những ngày đánh nhau triền miên, và phía trước là ngã ba quốc lộ 13 và quốc lộ 19, thị xã Sơ Tông Trang. Dòng Mê Công lững lờ trôi xuôi, và cả những trận đánh khi chớm đến Sơ Tông Trang. Quý vị và các bạn vừa theo dõi xong chương 2 phần 2 Ký ức của một người lính trinh sát sư 307 của tác giả Võ Văn Hà. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào các video tiếp theo.